Sinh ra và lớn lên ở bản Khóng, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, anh Lò Văn Đào luôn mong muốn được phát triển kinh tế và làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình. Đầu năm 2017, anh bắt tay vào việc xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, sản phẩm chủ lực là giống xoài tròn địa phương. Đến tháng 10 năm 2017, anh cùng với các thành viên khác thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm Thịnh với 10 thành viên do anh làm giám đốc hợp tác xã. Vốn điều lệ là 580 triệu đồng, chuyên trồng và tiêu thụ nông sản. Sau 4 năm hoạt động, đến nay hợp tác xã có tổng diện tích hơn 24 hectare, chủ yếu là diện tích xoài các loại như xoài ghép GL4, xoài tròn và xoài địa phương. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để mở rộng thị trường tiêu thụ, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng, anh Đào đã tập trung cho việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối với các doanh nghiệp siêu thị nhằm bao tiêu sản phẩm cho xã viên cũng như bà con nông dân. Nhờ đó, lượng hàng tiêu thụ của hợp tác xã ngày càng nhiều. Đặc biệt năm nay, anh Đào đã ký kết hợp đồng với siêu thị Bixi tiêu thụ 300 tấn xoài. Theo đó, từ đầu vụ đến nay, hợp tác xã đã đưa hơn 10 tấn xoài tròn vào hệ thống siêu thị Bixi để quảng bá và đưa ra thị trường, nhận được những phản hồi rất tích cực của người tiêu dùng. Bản thân tôi cũng đã tự tìm đến các tiêu thụ cho bà con với cái xoài của không phải là mối chăn trở của mỗi của hợp tác xã, mà tự đi tìm đến các kênh, ví dụ như các kênh các thị trường ở bên ngoài như các kênh thị trường bán lẻ này, với lại các kênh siêu thị như Bixi với lại là Vimax ở Hà Nội để tiêu thụ cho bà con. Thì tạm thời trong mùa vụ dịch thì chúng tôi cũng có đầu ra để mà ổn định, nhưng mà cuối hạch tới ấy, thì cái lượng sản phẩm nó dài thì đang cũng liên kết với các hợp tác xã đi xuất khẩu, như ví dụ như đi Trung Quốc và đi Úc theo đường của chính ngạch. Mỗi năm tổng thu nhập của hợp tác xã đạt gần 1,5 tỷ đồng, bình quân mỗi xã viên thu nhập 100 triệu đồng trên năm. Ngoài ra, hợp tác xã do anh Đào làm chủ đã tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên tại địa phương và gần 10 lao động thời vụ. Đồng thời, hợp tác xã đã tạo mối liên kết tiêu thụ nông sản với hàng chục hộ dân ở trong và ngoài xã, giúp cho người dân yên tâm sản xuất. Qua mỗi vụ xoài thì anh Đào hợp tác xã Tân Thịnh thì cũng đã tạo công an việc làm cho bà con trong bản. Cả riêng gia đình và bản thân tôi thì hợp tác xã đã tạo điều kiện để cho gia đình tôi có một cái thu nhập ổn định. Không những vậy, nhiều bà con trong bản còn khó khăn về vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Anh Lò Văn Đào sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ việc chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái bao tiêu xoài. Vườn xoài của gia đình là 8.000 mét vuông, mà gia đình trồng 6 năm nay rồi. Và về thu hoạch ấy thì gia đình rất là yên tâm, bởi vì có hợp tác xã Tâm Thịnh luôn đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con và cũng như gia đình. Mặc dù bệnh dịch COVID diễn biến rất phức tạp, nhưng mà gia đình vẫn yên tâm là cái sản phẩm làm ra ấy là sẽ bán được theo đúng giá, cũng gia đình cũng rất yên tâm. Là một trong những hợp tác xã có thế mạnh về trồng và tiêu thụ xoài tròn Yên Châu, Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm Thịnh hiện có khoảng 19,5 hectare xoài tròn, trong đó khoảng 10 hectare xoài cổ thụ và hơn 9 hectare xoài trồng mới. Thời gian qua, cùng với việc đầu tư cải tạo vườn xoài cổ thụ, hợp tác xã đã triển khai mô hình trồng mới giống xoài tròn, ghép cành từ giống đầu dòng đã qua tuyển chọn. Nhờ lựa chọn đồng đều về giống và thực hiện chăm sóc đúng kỹ thuật, sản phẩm xoài tròn của Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm Thịnh được đánh giá cao về chất lượng. Dự kiến năm 2021, sản lượng xoài tròn của hợp tác xã đạt 100 tấn. Cái xoài tròn Yên Châu là mục tiêu chính của hợp tác xã, chứ không phải là cái xoài Đài Loan. Để phát triển lên đấy thì mình lại áp dụng các cái quy trình live, gọi là quy trình chăm sóc, nó sẽ áp dụng khoa học nhiều hơn. Thì hợp tác xã thì đang chuyển đổi về hệ quy trình Việt Gáp để chăm sóc theo hệ Việt Gáp, để lại chạy theo phân hữu cơ để mà tạo nên cái chất lượng của xoài nó sẽ giá trị nó cao hơn.
Để giữ được hiện phải xoài xoàn Yên Châu ấy, thì trong hợp tác xã, những thành viên trong hợp tác xã là tuyệt đối không được lai tạo từ giống nguồn gốc bên ngoài, mà chỉ lai dòng cấp 1 trong cái được và chỉ dẫn địa lý của bên nhà nước nó đã cấp. Thứ hai là cái kênh để mà bao tiêu cho các bà con xã viên là không được thu mua cái xoài ở cái vùng khác về ở địa lý, chỉ dẫn địa lý ở trong cái vùng này. Phát huy vai trò tập hợp vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hợp tác xã nông nghiệp Tâm Thịnh dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Lò Văn Đào không những năng động, nhạy bén trong khâu liên kết, tạo đầu ra ổn định cho nông sản của địa phương, mà còn tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần tiêu thụ và nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản tại địa phương, chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế.